Hello everyone, welcome back to Hello How và Mixup. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với Classic Cocktail và Hào sẽ giới thiệu với tất cả các bạn một món cocktail đến từ Kentucky, nước Mỹ được mang tên Mint Julep. Mint Julep có một nguồn gốc xuất xứ rất là lâu đời. Vào những năm 1784 thì nó được sử dụng như là một cái vị thuốc, nhưng được gọi là cocktail Mint Julep thì đến 1938, khi mà cái cuộc đua ngựa rất là nổi tiếng trên nước Mỹ được gọi là Kentucky Derby Day. Kentucky là một cái bang của nước Mỹ đó các bạn, là xuất xứ của rất là nhiều whisky và bourbon. Thì Kentucky Derby Day nó là một cái ngày mà người ta uống Mint Julep giống như là rất là một cái thứ rất là giải khát, và nó có một cái sự thanh mát và giải nhiệt bởi vì có những cái lá bạc hà trong đó. Cái cuộc đua ngựa này sẽ được diễn ra vào tháng 9 mỗi năm ở nước Mỹ, nhưng mà năm nay vì do là Covid nên là sẽ không có cái chuyện này diễn ra. Nhưng mà cái điều thú vị đó là những cái người mà đến cái cuộc xem cuộc đua ngựa này thì họ đến thời hiện bây giờ họ vẫn sẽ dress up, có nghĩa là họ sẽ diện đồ lên, có một cái mũ rất là bự. Những quý bà sẽ đội cái mũ đó và họ sẽ uống cả ngày luôn. Nước Mỹ thì có một cái term gọi là day drinking, có nghĩa là bạn đi uống nguyên một ngày gọi là day drinking. Thì Derby Day rất là phổ biến trên nước Mỹ, không chỉ ở Kentucky thôi, nhưng mà những cái nơi khác trên nước Mỹ họ cũng celebrate, họ sẽ lấy đó là một cái lý do để mà họ có thể say xỉn cả ngày, thì đó là Derby Day. Hồi đó họ đi làm ở bên này đó thì cũng có một cái ngày đó là những cái người coworker của mình, họ là cái ngày đó là sẽ diện đồ lên như là những cái người ngày xưa, sau đó đội cái mũ thật là to rồi uống cả ngày luôn và rất là xỉn và rất là vui. Thì Mint Julep được ra đời từ cái ngày đó, ngày Derby Day, nên là khi mà bạn nhắc về Mint Julep thì bạn sẽ nhớ đến cái Derby Day, cái ngày mà horse racing, cái ngày đua ngựa của nước Mỹ. Những thành phần chính mà chúng ta sẽ cần cho Mint Julep sẽ là whisky, thì hôm nay Hào sẽ sử dụng Four Roses Bourbon. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không thể nào thiếu mint, có nghĩa là húng nhũi hay là lá bạc hà, và simple syrup. Đây là một stirring cocktail và được serve với lại crushed ice, có nghĩa là đá, hầu như là gần như là đá bào luôn, nhưng mà đá dầm ra đá rất là nhuyễn. Đúng với lại công thức thì Mint Julep sẽ được serve cho một cái ly bằng thiết, nhưng mà họ không có ly bằng thiết, và lại họ muốn cho các bạn xem được cái màu của cái Mint Julep và cái garnish như thế nào. Với lại mình có cái nào mình sẽ sử dụng cái đó, nên là họ có shape ice ở đây và để trong cái ly ở bucket glass này. Bây giờ mình sẽ đổ vào ha. Nhưng mà các bạn nhớ là chúng ta sẽ double strain nha. Tại vì cái này là có lá mint ở trong đó đó, mình không có muốn là nó sẽ rớt vào trong cái lợn cợn trong cái ly. Perfect. Rồi giờ mình sẽ garnish. Họ có một cái nhánh mint ở đây thì họ sẽ để vào. Là thế thôi. Perfect. Vậy là mình đã có Mint Julep, và họ chắc luôn đây là cái khúc mà các bạn rất là yêu thích, đó là thử cocktail. Họ bây giờ họ sẽ thử, họ sẽ nói cho các bạn nó sẽ như thế nào. Đúng là một cái summer cocktail, mà nếu như mà bạn nào mà bắt đầu thử whisky hay là yêu thích whisky, nhưng mà Hào nghĩ là cái này sẽ dễ dàng hơn cho các bạn nào mới tập tành uống whisky và muốn thử những cái whisky cocktail. Thì Mint Julep là một trong những cái cocktail mà rất là hiếm mà whisky nó sẽ không có nồng như thế này. Tại vì các bạn nếu mà để ý đó thì người ta sẽ sử dụng crushed ice, có nghĩa là những cái đá nhuyễn như vậy. Thì lý do là mình cứ nghĩ là cái Derby Day ha, cái ngày mà horse racing là cái ngày rất là nóng vào mùa hè, nên là vì là ở Kentucky là những người đó là phải yêu thích whisky rồi, nhưng mà để làm sao mà có thể giải khát hoặc là có thể uống cả ngày luôn, thì khi mà cái nước đá nó ra nó nhuyễn rồi thì để vào cái cocktail của mình nó sẽ dilute, có nghĩa là nó loãng đi, nên là người ta sẽ uống được hoài luôn. Nếu mà hỏi Hào đó, cái cocktail này nó có đậm vị, nó có cân bằng hay không, thì thưa với các bạn là cocktail này không có cân bằng. Lý do là chúng ta sử dụng 2 ounce whisky, nửa ounce simple syrup là đã ok cái vị rồi, nhưng mà khi mà bạn bỏ vào crushed ice á thì nó sẽ dilute, nó sẽ hòa tan rất là nhanh.
Vì thế là nếu như bạn nào là bartender thì bạn đừng có build cái cocktail in a class ha. Bạn phải làm mix in cái mixing glass xong rồi bạn đổ vào cái ice. Bởi vì nếu như mà mình làm thẳng vào cái ly luôn á và crush ice là ice gì nữa thì cái cocktail ra được tới cái bàn của cái vị khách của mình á, nó sẽ không còn mùi nữa. Một điều cộng thêm là nếu như bạn nào mà ở nhà đó, có thể là bạn sẽ cho khoảng 2.5 ounce whisky nếu mà bạn thích. Bởi vì đây như là theo Hào cảm nhận đó thì nó không còn đủ cái mùi đậm nữa. Nó chỉ rất là loãng và nó cái hương thơm của bạc hà, hương thơm của whisky, một chút ngọt ngọt, dễ uống hơn. Nhưng mà cái điều quan trọng là đây là một trong những cocktail mùa hè rất là giải khát và giải nhiệt. Cho nên là các bạn thấy không, cái màu nó nhợt nhạt. Nhưng mà cũng đúng thôi, bởi vì nếu như mà bạn nào mà chỉ muốn một ngày nắng hè mình đi ra biển mình chơi chẳng hạn, mình đi chơi cả một đám bạn, mình thèm whisky nhưng mà không có muốn bị xỉn, thì Hồng nghĩ là mint julep sẽ là một trong những cocktail rất là ok. Và ngay cả các bạn ở nhà, nếu mà bạn có những cái house party thì những cái cocktail mà loãng hay là những cocktail mà nhẹ nhàng như thế này sẽ rất là phù hợp. Bởi vì cái party mình nó dài và mình muốn là mọi người sẽ enjoy, không có muốn ai mà phải xỉn lẹ hết, đúng không ạ? Ok, vậy là cái tập ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Hào xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cho đến cái thời điểm này. Và các bạn ơi, Hào đã gần đạt được tới 1.000 subscriber rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã subscribe kênh YouTube của Hào. Và hy vọng rằng các bạn có thể like, share kênh nè, share cho mọi người cùng xem. Và cũng như là comment những câu hỏi bạn đang tìm hiểu về cái lĩnh vực này. Thì bạn nhớ đừng quên là để lại những câu hỏi cho Hào. Nếu như mà Hào không biết thì Hào sẽ hỏi những người bạn bartender của mình và Hào sẽ trả lời cho tất cả các bạn. Còn nếu như mà Hào biết thì chắc chắn Hào sẽ lúc nào cũng comment trả lời các bạn. Hy vọng là Hào sẽ gặp các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào và Mix It Up nhé. Bye bye.